Hi, chào các bạn đến với kênh FunCD của công ty Vietcat. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mắt script rất là hay và tiện dụng. Đó là Script Copy to Pro. Mắt script này cho phép các bạn copy model giữa những scene của cùng một phiên bản cũng như giữa những scene của các phiên bản 3D Max khác nhau, tiết kiệm được thời gian và nâng cao hiệu quả công việc trong quá trình thiết kế của mình. Các bạn có thể thấy ở đây là bản Pro, nhưng cũng có thể đào bản Shareware để sử dụng thử. Tuy là bản Shareware nhưng việc sử dụng cũng rất là tốt. Sau khi tải về, các bạn chỉ cần kéo và thả vào chương trình 3D Max đang chạy. Việc cài đặt rất đơn giản. Sau khi cài xong, ta sẽ thấy dòng 3D Graph tại đây. Vào Customize User Interface, kéo xuống dưới chúng ta chọn 3D Graph. Bạn có thể thấy hai dòng Copy Object và Paste Object. Copy Object chúng ta thiết lập phím tắt là Ctrl-Shift-C và Paste Object chúng ta thiết lập phím tắt là Ctrl-Shift-V. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test Max Script này. Ở đây mình có hai screen của chương trình 3ds Max phiên bản 2020. Mình sẽ tiến hành copy model của scene bên phải sang scene bên trái. Chọn đối tượng cần copy, click chuột phải chọn Copy Object. Và sang scene bên trái, click chuột phải, chọn Paste Object. Đây các bạn có thể thấy việc copy model giữa hai scene khác nhau của cùng một phiên bản diễn ra rất là nhanh chóng và thuận tiện. Các bạn có thể chọn tất cả đối tượng ở scene bên phải, click chọn Copy Object và sang scene bên trái, các bạn click Paste Object. Không chỉ copy được một đối tượng mà chúng ta có thể copy nhiều đối tượng cùng một lúc. Chúng ta có thể sử dụng phím tắt đã thiết lập lúc nãy để copy và paste object. Thay vì click chuột, mình chọn tất cả các đối tượng và bấm Ctrl-Shift-C. Sau đó, qua scene bên trái, mình bấm Ctrl-Shift-V. Các bạn có thể thấy việc copy rất là tiện và nhanh. Bây giờ mình sẽ test copy object giữa hai phiên bản 3ds Max khác nhau. Bên phải của mình là 3ds Max 2023 và bên trái của mình là 3ds Max 2020. Mình sẽ copy những quả táo ở phiên bản 2023 sang phiên bản 2020. Các bạn có thể thấy ở đây việc copy diễn ra rất là nhanh chóng. Và mình sẽ copy ngược lại model của phiên bản 2020 sang phiên bản 3ds Max 2023. Các bạn có thể thấy việc copy model qua lại giữa các phiên bản 3ds Max diễn ra nhanh và thuận lợi như thế nào. Mình đã test trên các phiên bản từ 2020 đến 2023, script này đều chạy rất là tốt và không có một lỗi nào. Trong thực tế, không phải ai cũng có đủ thời gian và khả năng để làm tất cả các chất liệu cũng như modeling tất cả các đối tượng. Vì vậy, việc copy model của các file project trước đây cũng như trong các thư viện model đã sưu tầm sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ Fun3D. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Tạm biệt các bạn.